xin chứ không? Xin không, xin con cho xin nào, xin phải xin phải xin đây. Ê ha, định lấy cây vụt này các bác này. Định cầm cây vụt đấy. Láo quá. Chào luật sư, kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Đức lại tiếp tục là đi xuống cái nhà của hai ông cháu của bác ạ. Trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì mấy ngày vừa rồi các bác, khi mà vừa mới đào nền xong thì mấy anh em thợ thì cũng đã lấy cát vào để mà để ở dưới phần nền nhà rồi đấy, nhưng mà do là không may là mưa hai hôm liên tiếp, thành ra là cháu Đức không có lấy gạch được vào. Nếu mà đến ngày hôm nay thì trời bắt đầu mới hưởng nắng lên một chút thì cháu Đức cũng sẽ mong là sẽ rất là mong được thời tiết ủng hộ nữa để mà cháu Đức lấy vật liệu vào. Còn cái chỗ này thì là mấy anh em thợ cũng sẽ phải đào lại và mấy nữa sẽ tập kết vật liệu, là tập kết gạch ở đây. Còn thêm là một tập kết gạch ở đây xong là mấy anh em thợ mới dùng người để mà vận chuyển là từ đây đi xuống tới nền nhà, ngôi nhà của hai ông cháu. Cũng phải nói là cái quãng đường từ trên kia xuống tới nhà hai ông cháu của bác thì cực kỳ là khó khăn, cho nên là cái tiến độ mà làm nhà thì nó sẽ hơi chậm lại một chút. Nhưng mà nếu mà cái ngôi nhà của hai ông cháu này ở gần mặt đường, nếu mà nó vật liệu đã đổ tại chỗ luôn thì mấy anh em thợ chỉ hoàn thiện độ tầm là 15 ngày thôi. Còn là trước mắt thì là bây giờ có hai anh em thợ vào thôi cô bác. Sau khi mà có thêm nhiều công việc thì mấy anh em thợ sẽ tiếp tục là gọi thêm phụ vào nữa cô bác ạ. Còn đây là gọi là hai thợ chính rồi, còn mấy nữa mấy anh em thợ sẽ tiếp tục là gọi thêm thợ vào, chứ không phải là có là hai người thợ đâu cô bác nhé. Và hôm nay thì cháu được xuống nhà hai ông cháu ấy, thì cũng có nhận được là một cái phần quà nữa của bà Mai Phong gửi tới cho hai ông cháu của bác ạ. Bà Mai Phong thì hầu như là tháng nào cũng đều gửi cho cháu Lực là 500.000 và mua gạo là 400.000, và còn là 100.000 thì bà là cho cháu Lực để mà làm kinh phí đổ xăng là để đi lại các bác. Đấy, trước khi mà đi vào với hai ông cháu thì cháu Lực cũng xin gửi một lời cảm ơn tới bà Mai Phong và gia đình của bà. Chúc bà thật nhiều sức khỏe. Chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bà đã luôn luôn yêu thương cháu Lực cũng như là yêu thương hai ông cháu để mà gửi được những cái phần quà rất là ý nghĩa tới cho hai ông cháu của bác. Trong thời gian tới thì cháu Lực cũng sẽ rất là mong sẽ được sự đồng hành và trợ duyên của các bác dành tặng tới cho hai ông cháu để mà hai ông cháu đủ cái kinh phí để mà làm của bác. Hiện tại thì kinh phí là vẫn còn chưa có đủ đâu các bác, thiếu độ là gần 30 triệu nữa. Gần 30 triệu nữa các bác là kinh phí mới đủ được. Cái ngôi nhà nơi này thì nếu mà để mà làm ở gần đường lớn các bác thì cái tiền kinh phí nó tiền mà mình thuê thì không có đến cái mức đấy đâu. Đấy, tuy nhiên thì đây là bao gồm là combo là một cái cả vận chuyển vật liệu này, cả vận chuyển vật liệu và cả làm nhà là 60 triệu cô bác ạ. Và trong đó thì ở đây thì cũng cháu Lực cũng có nói với mấy anh thợ là riêng lắng nghe ra là làm cắt đấy cô bác, thì cháu Lực cũng sẽ lấy để tập kết ở trên kia cô bác này. Đấy, nhưng mà từ trên kia xuống thì cũng đã nói với lại mấy, cũng đã bàn bạc với lại mấy anh em thợ, thì mấy anh em thợ cũng nói là cắt ở dưới này thì cũng sạch và cũng đảm bảo. Thành ra là cháu Đức sẽ cho mấy anh em thợ là để lấy ở dưới này luôn. Còn là lấy đủ một cái ngôi nhà thì cháu Đức sẽ coi như là gửi cho mấy anh em thợ là thêm là một khoản nữa các bác ạ. Đây thì đặc khoán cho mấy anh em thợ là bao giờ mà làm lấy cắt đủ cho cháu Đức một cái ngôi nhà và thêm lấy cả sỏi nữa. Sỏi thì lấy sỏi ở suối thì rất là tuyệt vời các bác. Thì bây giờ thì xin mời các bác cùng cháu Đức đi xuống cái nhà của hai ông cháu. Thế hầu như là tháng nào bà Mai Phong thì cũng đều gửi cho cháu Lực là 500.000, thì cháu Lực trích ra là 400.000 là để mua gạo rồi. Gạo này thì là cháu Lực mua là 20.000 một cân các bác ạ. Có loại là nó rẻ hơn đấy, nhưng mà loại rẻ hơn thì trên này người ta đã bán hết rồi, và người ta chỉ toàn là lấy nấu rượu thôi. Hôm nọ là mấy thợ cũng định là lấy xe máy là đào sửa lại cái đường này các bác này, xong lấy xe máy để mà đi vào đường này đấy, nhưng mà tuy nhiên là ở trước kia có một cái mỏm đá lớn quá, không làm được, không có thể mà sửa được ấy. Chỗ này mà chở gạch vào thì phải đào cực kỳ rộng,
Thấy là mấy anh em thợ cũng phát qua để cho nó không rậm rạp rồi. Không biết là nay đi xuống thì hai ông cháu có ở nhà không. Tranh thủ ở đây thì nó cũng không phải là mưa từ sáng đến chiều các bác ạ, nó mưa theo lúc ấy, thành ra là để mà làm thì nó cũng rất là khó. Mà anh em thợ lại phải làm một lúc xong rồi nghỉ một lúc thì thành ra là để mà tạnh mưa thì mới làm. Còn gọi là cái lúc mà vận chuyển vật liệu thôi, với lại cái lúc mà vận chuyển vật liệu thôi. Còn nếu mà như đi xuống cái kia các bác thì là mưa cũng phải làm. Đấy, nhưng mà ngoài đó thì là chưa vận chuyển vật liệu đâu các bác, thì cháu được xé bảo mấy anh em thợ là sẽ chuẩn bị những cái tấm ván trước này. Mấy nữa đi vào và đổ cái phần răng, cái phần móng đấy các bác, thì phần cần những tấm ván. Nhà ông thì tự có gỗ cho nên là cháu được chỉ thuê người ra xẻ thôi. Còn gỗ thì là hai ông cháu sẽ tận dụng lại của nhà hai ông cháu luôn. Còn về cái gọi là sự việc là các bác ở trên kênh các bác thì cũng có mong muốn rằng là tìm đất ở bên ngoài đường cho hai ông cháu ấy, thì cháu Đức cũng đã nói rất là nhiều lần rồi. Cháu Đức sẽ nói lại thêm một lần, này là lần cuối cùng nữa các bác nhé, là cái khoản kinh phí của cháu Đức các bác thì là chỉ có đủ làm nhà thôi, không có đủ tiền để mà mua đất nữa. Thành ra là mua đất xong thì cũng vứt ở đấy thôi, và hai ông cháu thì cũng không có nhà để ở nữa. Mặc dù là cái quãng đường vận chuyển vật liệu nó hơi vất vả một chút, không phải là vất vả một chút đâu các bác, mà là cực kỳ là khó khăn luôn đấy. Nhưng mà cái khó khăn nào thì sẽ cũng có cái cách và cái hướng giải quyết đấy thôi. Mỗi khó khăn là sẽ thứ nhất là giúp cho cháu Lực là biết thêm được nhiều điều hơn và học hỏi được từ những cái đấy ra. Sợ rằng là ra đến nơi thì ra đến nhà hai ông cháu thì giờ hai ông cháu đi làm công việc khác rồi. Gạo cho được xé để tạm đây đã. Ôi bố, anh đi đâu ấy? Ông soi đâu anh nhỉ? Chắc là đi đâu làm cái việc gì đấy. Hôm nọ kéo điện từ trên nhà anh xuống nhưng mà anh không ở nhà. Thì cũng bảo ông bảo với lại anh chị rồi nhưng mà không biết là ông bảo với anh chưa? Bảo rồi. Đấy, giờ thì ông thì có lẽ là không có ở nhà rồi các bác, chắc là đang đi hay đâu để mà lấy cỏ hay sao rồi, không thấy Châu ở nhà. Nhưng mà Châu ở nhà là ông chỉ có ở quanh khu này thôi. Hôm nọ thì các bác cũng có nói là khi mà đào cái phần nền đấy các bác, đào phần móng ấy thì là cho chủ nhà để mà đào trước ấy. Thì ở đấy thì cháu Đức không có ghi hình đâu các bác ạ. Đấy, nhưng mà ông là vẫn động thổ trước rồi, thành ra là lúc mà cháu Đức ghi hình ấy thì là ông gọi là ông không có làm trước cháu Đức nữa. Ở đây thì là hôm nọ là đang ngày đẹp đấy các bác, thì là đào gọi là mình động thổ một chút đấy, đến sau khi mà vận chuyển vật liệu là tập kết hết ở đây thì đến lúc đấy thì mấy anh thợ sẽ hoàn thiện từ hốt nốt cả cái phần ấy, chỗ nhà vệ sinh này, mọi cái này. Ở đây thì
Phòng ngủ là sẽ ở hai bên này các bác nhé. Phòng ngủ thì thứ nhất là ở đây có một phòng này, và từ đây thì có một phòng này. Và nhà vệ sinh thì sẽ là ở hướng cái khu mà cháu Đức đang đứng ở đây luôn. Cát thì mà anh thợ là cũng lấy được khá là nhiều rồi, gần đâu đó là tầm độ 90 khối rồi. Xem là ông có ở bên này không. Có lúc thì là có cả Mạnh ở nhà, nhưng mà có lúc thì ông đi cả ngày đấy, là Mạnh ở nhà là không có được cô bác. Cứ chỉ sợ rằng là Mạnh là đi xuống cái kia để mà chơi chơi cát ở dưới kia các bác. À, trâu của ông thì ông buộc ra tận hẳn phía bên này này. Chắc là nhà đợi ông một chút đã, xem là ông đi đâu chứ bây giờ là không biết là ông đi đâu rồi, về nhà thì gọi cho ông sau. Ôi, cái dây hôm nọ mà mấy anh em thợ căng này thì đã bị hầu như là bị đứt hết rồi các bác. Không biết là có phải Mạnh dùng xe rùa để mà kéo nó tuột không. Buổi sáng ngày xuống thì cháu được có đi xuống đây các bác, nhưng mà không có gặp là ông ở nhà. Thành ra là đến chiều tối nay cháu được lại tiếp tục là xuống để mà gửi cái phần quà của bà Mai Phong tới cho hai ông cháu. Không biết là Mạnh là nghĩ cái gì đây. Con gì đây mày? Con ông á? Lấy đâu về? Hả? Kia không sợ đốt à? Ông lấy cho à? Đây ông lấy cho không? Ông trẻ lấy cho á? Ồ. Tưởng là Mạnh khóc một mình đi lấy chứ. Nhưng mà một mình đi lấy thì rất là nguy hiểm đấy. Đây Mạnh gửi chào con các bà nào. Nhìn ra kia. Con chào ông các bà. Thế hôm nay Mạnh ở nhà làm gì? Chơi á? Thế hôm nay cùng ông đi đâu ấy? Hả? Đi kia á? Đi làm gì? Hả? Tóc này không biết là ai cắt cho được của bác này. Tóc này là ai cắt cho? Cắt. Tự cắt á? Ráo nhỉ? Ông nào cắt tóc cho bây giờ mà tự cắt ở đây này. Rất là nghịch của bác ạ. Để thay cho chú này. Có lấy không? Chú lấy nhá. Không á? Này đấy, giả này này. Giả này. Xin. Xin chú. Xin chú. Xin. Không xin không cho. Xin nào. Xin. Phải xin. Phải xin. Đây. Ây à, định lấy cây vụt này các bác này. Định cầm cây vụt đấy. Láo quá. Nếu mà cái đồ nào mà của Mạnh ấy là không phải là của riêng mình Mạnh, của trẻ con của bác. Cái đồ nào mà của trẻ con ấy thì mình cướp đi thì chắc chắn là nó sẽ giận rồi. Nhưng mà đồ nào mà mình cho ấy thì biết là xin đàng hoàng. Hồi trưa nay ông với Mạnh đi đâu đấy ông? Đi hồ họ lắp bồi ruộng à? Thế là đến tối mới về không? Thế ông ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Cơm ở nhà cơm trưa ở nhà trên à? Cơm ở nhà trên à? Ừ. Cơm ở nhà họ để mới xuống à? Ừ. Thế cả Mạnh là đi cùng ông à? Đang đi đến kia rồi. À. Mình ông đi. Thế là Mạnh là ra bên bà trẻ á? Vâng. À. Thế bữa dưới cái chú thấy rồi đủ cái gạt chín đi. À. Bát thử dưới. À. Dài lắm. Bát thử à? Ừ. Thế được bao tiền không? Lấy về trước rồi. Nhưng mà lấy trước ông lấy về bao tiền? Trăm dưới rồi. Trăm dưới à? Đây này, hôm nay cháu lại mang gạo cho ông này. Hôm nay thì lại được là bà Mai Phong là gửi cho ông thêm là 20 cân gạo nhá. Đấy. Buổi sáng hay buổi trưa này cháu xuống thì không có gặp ông ở nhà. Đấy. Đây là 20 cân gạo của bà Mai Phong là gửi cho hai ông cháu nhá. Đây, hầu như là tháng nào là bà Mai Phong là cũng đều gửi cho hai ông cháu rất là đều đặn. Vậy ông gửi một lời cảm ơn tới bà Mai Phong ấy. Xin cảm ơn bà chị Mai Phong
gạo giúp cho tôi con cháu tôi được ăn rồi, tôi cảm ơn chị Mai Phong nhá. Vậy hầu như là tháng nào thì cũng được đều là bà Mai Phong là gửi cho hai ông cháu là 20 cân gạo các bác. Thì chúng tôi cũng thay mặt là hai ông cháu gửi một lời cảm ơn tới bà Mai Phong. Chúc bà cùng gia đình là thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống bà nhá. Trưa nay thì cháu ra đây rồi nhưng mà không có bắt gặp là ông ở nhà. Thành ra là cháu lại phải đi về. Không biết là ông đi làm thuê đắp bờ ruộng ở trên kia. Chúng ta lấy tiền nó về kiếm thì con nó cháu bị chê nó bảo đi sớm. À thế là lấy ông lấy tiền về lâu rồi à? Về lâu rồi. Trước không có tiền tiêu. Vậy nó bảo lấy kêu cháu đắp bờ ruộng. À. Thế là được 100 dưới à? Vâng. Thế là dưới còn chưa hết đâu, còn mấy còn nhiều lắm. Nó còn nhiều à? Vâng. Thế là đắp chưa xong à? Chưa xong đâu, nó làm mấy thử để trong đầu. À, làm mấy thở để mà mình đắp được đúng không? Vâng. Còn trồng ok còn nhiều lắm. Vâng. Vừa sắp nhiên bể rồi. Vâng. Thế thì Mạnh thì từ kia ra thì đã ăn cơm chưa? Chắc ăn mà. Ăn rồi à? Nó cùng ông trẻ chiên về mà. À. Mạnh ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Thôi là mấy cơm rồi. Mới đầu nấu rồi. Cái kiểu trời tối thì bây giờ ông đi làm công việc gì ông đi làm đi. Không phải tí trời tối là ông không làm được đâu. Vâng. Từ đấy là vâng. Bữa ông vừa đi lấy con lợn này về à? Vâng. Đâu được. Cái để băm nhỏ là như nào không? Để băm nhỏ thôi. Ông con lấy cỏ mấy năm cho con trâu ăn, trâu tí cái này tí điện sáng thì làm được. Vâng. Cỏ tí không lấy được rồi. Vâng, thì ông đi lấy cỏ đi. Bây giờ liêm đâu mèo thấy nó hiên để ăn mèo. Nó đi bộ đâu à? Ây da. Không thấy không? Không thấy. Ui Mạnh à, ghê quá các bác, ăn luôn cả con này con sống này. Lấy nướng mới ăn được chứ. Hả? Ăn sống chứ. Chịu rồi. Cháu Đức vừa thấy là Mạnh là gắp cái con nhộng này của bác này, ra để ăn sống này. Con này này. Đây ăn đi nào. Ăn sống luôn đấy các bác. Đây tí lấy nướng mà ăn nhá. Không ăn sống nhá. Chú kêu không? Chú đẩy đùn đồ đi xuống dưới bây giờ. Ai làm vòng tròn đấy đây? Hả? Ai làm vòng tròn đấy đây? Đi cùng ông đi lấy cỏ không? Hả? Không. Không á? Không á? Xem mà ông đi tận đâu để lấy cỏ đó các bác. Cách ngày mùa cũng khá là lâu rồi. Chưa thấy nó bị giò xì nhỉ các bác ạ. Chắc là không bị làm sao nữa. Cắt cỏ đây luôn không? Vâng. Cái dầm có này, con chuột về ăn rú, sóc hết. Cẩn thận ông nhá. Đây có một cái buồng chuối tiêu khá là lớn. Cháu ông hôm nay đi buộc xa đấy ông. Hả? Cháu của ông hôm nay đi buộc xa đấy. Cái tiền mưa cái này bằng quá rồi. Nước mưa nó cứ vào. Cháu đi buộc tên chi. Ừ. Thế là nó bị dồn vào trong nhà à? Vâng. Hồi chiều cháu Lực có đi xuống nhà của hai ông cháu của bác ạ. Nhưng mà không có bắt gặp là ông ở nhà cả. Ông vừa rồi hỏi thì ông mới biết là ông đi làm thuê là đắp bờ ruộng. Cái này thì ông đã nhận tiền về lâu rồi.
ngày hôm nay thì bánh em thợ cũng không vào, thì ra là ông cũng không có ở nhà thì ông cũng không có cái gì để mà xem đấy, chỉ có mũi là cắt thôi. Điện này thì đã về tới đây chưa ông? Hôm nào cháu lấy cái bóng điện cho Quân xuống thì Quân đã tháp cho ông chưa? Tháp rồi. Tháp bà cháu trên này cắm điện cho nó, cắm một tí nó là thâu dạ, lấy dạ. Ừ. Để sạc điện. Ừ. Còn là về ruộng lúa của nhà ông này cô bác này thì năm nay cũng được là cô chú sang phương giúp đỡ, thì thấy là các anh em thợ mà đi vào đấy, các anh em thợ cũng nói rằng là chưa bao giờ thấy là ruộng nhà ông tốt như năm nay cả. Năm nay thì mong rằng là hai cháu sẽ đủ ăn, không phải là đi mua gạo nữa. Nó ông bảo là xẻ tấm ván gỗ đi, xẻ mấy cây ở đâu không? Nếu không, nó bảo về xẻ không về. Nhưng mà nó bảo hôm nay đi xẻ, nhưng mà ông không ở nhà thì ra là không biết là cái cây nào để mà xẻ. Qua bảo nó ở dưới mương chiên này, sáng nay lấy dao đi chặt cái vỏ nó, đóng dấu cho nó rồi. À, đánh dấu rồi à? Ừ. Cầm bắt này đi về đi mày. Mày. Cầm đi nhà đi mày. Con gì đây? À, hai cái bát này là Mạnh lấy ra để mà vớt ra con cái đồ lọc. Con gì đây? Con chỉ trùng. À, con ong nọc. Con không? Hả Mạnh? Con không? Cái này thì răng là hỏng hết rồi. Đi học cho cháu ông ăn lên. Hai cái ván của ông thì ở trên này thôi à? Vâng. Hôm nay anh thợ điện cho cháu thì bảo là không biết là cây nào, thành ra là không dám chặt. Cho rằng là chặt nhầm phải cây nhà người ta. Dưới mương xuống đây của ông hết. Từ dưới mương này là của ông hết à? Từ trên này là rừng của nhà ông có bác, nhưng mà cây thì cũng tôi được thấy là chỉ có vài cây là cây to thôi. Còn mấy cây này thì chưa đủ để mà mình cưa làm ván được. Cái nhỏ lắm. Lợn ông cũng buộc ở đây à? Vâng. Buộc ở đây ông không sợ trâu mất à? Nhìn để xem chứ. Đêm cũng xem à? Ừ. Dưới này thì hầu như là không có nhà nào nữa rồi cô bác, thành ra là bà cũng không có sợ mất đâu đấy. Thế mấy cây mà ông bảo chặt từng ván gỗ là ở tận đâu? Kia này. Thế nào? Bên mương ở bên kia. Các cháu mình đi xem để ngày mai nếu mà ông ở thì cháu còn biết. Vâng. Trưa nay thì cháu có ra đến đây rồi, nhưng mà cũng gọi là cái anh mà xẻ gỗ đấy, bảo là xuống để mà xẻ từng ván đi. Nhưng mà ông không ở nhà này là không dám chặt. Con có bảo nó rồi, con đi đánh dấu cho thì chặt đi. À. Đây có phải ông chồng không? Ông chồng. Ông chồng à? Vâng. Có vẻ như là ông chồng giống khoai lang quá ạ. Lang thì không ngọt, cái mà lục cư đấy. Vâng. Tuổi gì không biết à? Chả ở đây thì gần nhà thôi, thành ra là lúc vận chuyển thì không sợ xa mấy đâu. Bên này đây. Đâu? Thì bên kia đi. Cái nhỏ này á? To bên kia. Cái to tại bên này á? À đây ông trồng rừng đấy à? Vâng. Ông trồng rừng nhiều đấy này.
mà chưa được lấy cỏ nó. Chưa được xới cỏ. Xới cỏ. Ôi, chỗ này ông trồng gừng nhiều đấy nhở? Thế thường ấy ông trồng không? Không, dưới trồng bon. Trồng cái gì? Bon à? Đi làm bơm. Nước đi mãi. Ôi, ông trồng nhiều đấy, gừng ấy. Hai cây này không? Vâng. Cả cái chậu này nữa à? Cả cái kia nó không đủ, cả cái chậu nó được mà. Ông phải tính là mình cưa ván gứa xong là sau này mình còn tận dụng để làm cái nhà bếp không ạ? Bây giờ thì nhà của ông thì sẽ không làm bếp củi trong đâu các bác, sẽ làm tách biệt ra ở ngoài. Cưa xong là mấy nữa làm, khi mà làm ván xong ấy thì là có thể tận dụng lại để mà mình làm một cái bếp củi cho nhỏ. Mình sẽ làm rồi bắt đòn. Cái này thì tầm độ là 1, 2, 3. Nó không đủ cho nó chặt cây chậu nữa. Không đủ chặt thêm cây chậu này à? Đây để mai nếu mà hôm trưa nay cháu xuống thì cháu biết là hai cây này thì cháu bảo thợ chặt luôn rồi. Bây giờ nếu mà mua hai cây gỗ này không phải là rừng của nhà ông thì chắc có rơi vào đó tầm độ là 7-8 triệu đấy cô bác ạ, rất là đắt. Gỗ mình làm ván đấy. Thế mai nó chặt cho nó đủ sang bên này xem được không? Đủ sang bên này á? Bên này nó thử gừng này. Gừng đúng không? Mai bảo chắc được rồi. Chặt người ta sẽ không biết chặt đâu ạ. Chặt bên này thấp một tí cao thì. Nhưng mà sợ chặt đổ ở bên này là chắc cũng đến búi tre kia đúng. Đến thì chắc là đến búi tre đấy, nhưng mà nó sẽ sợ cho nó lọt qua đây đâu ạ. Đây. Nó lọt vào cái khe này thôi. Lọt được đúng không? Chẳng nó nhờ nó vào bên này. Ờ kia. Thì bị xề đấy. Đi đường trên nhỉ? Đi đường trên thôi, đi về thôi. Gừng này ông trồng được mấy năm rồi? 23 năm rồi. 23 năm rồi á? Ông chưa nhổ được nào à? Nhổ mà nhổ đi để mất phần. Đánh dấu đây nó không thấy. Thấy ông đánh dấu ít ở đây rồi. Ủa, cây này cũng khá là to chứ. Họ có chặt thức đủ đi trên mương này. Chặt tận đi trên mương này. Cây nó, cây to thì nó thì cái thăng băng này xẻ đấy được. Vâng. Ủa, chỗ này hôm nọ bị sạt lở đấy ông nhỉ? Sạt lở đấy. Trên kia xuống đấy. Lấy đứt vút vào cái mùa này của bác này. Trên vùng cao thì hay sạt lở rất là nhiều. Nếu mà như các bác có lên trên vùng cao du lịch vào mùa này thì các bác rất là hết sức là cẩn thận xem dự báo thời tiết mọi cái nữa. Cái này không phải cây của nhau à? Cái này không phải. Khi mơ đi thì chỗ ông một chú. Cái chậu to không phải cây của nhau không? Có. Cây này nó sùng xề quá anh. Ông không chặt nó đi thì nó là che hết cây lúa à? Nhớ rồi, nó lại bảo đi chặt tiền nó không lên được. Bây giờ chặt thì đổ xuống lúa đấy. Không chặt được đâu, mùa này. Không chặt được rồi. Cái chậu này để mà làm ván thì không tốt đâu. Nhưng mà có nhà là người ta không có cũng với các bác, người ta vẫn chặt cái cây này để đi làm cột. Ôi, hai con chó đây. Mày không biết đi đâu rồi? Mèo ơi! Chắc là đến nhà Quyết đúng không? Quyết đi đâu rồi? Chắc là chơi, chắc là ở bên đây thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. À đây này. Mày như cái gì đấy? Sao lại để dao đây mày? Cất dao đi không?
Hả? Cái phơi mới quất rồi. Nó phơi còn chỉ chút bắn ạ. Thế ra kia nướng đi. Hả? Thế kia nướng đi. Ai cắt tóc cho mày không? Nó có cắt mà. Nhưng mà làm nào cắt được? Có kéo à? Nó kéo được. Trời con thì mày rất là nghịch các bác ạ. Thì cái đinh rơi hết rồi. À vừa rồi đi về nhà lấy đinh nè. Vừa rồi xuống kia lấy đinh nè. Này có lẽ là hôm nay là ông vẫn còn thảnh thơi một chút cô bác, nhưng mà đến ngày mai thì vật liệu vào, gạch vào thì ông sẽ không có được là ông sẽ không có đi làm thuê được nữa. Ngày mai thì chắc là ông không có đi được nữa ông ạ. Vâng, mai ông không đi. Mai người ta chở vật liệu vào xong là mấy anh em thợ cũng vận chuyển vật liệu là tới đây luôn. Buổi tối thì ông có đi đâu không đấy buổi tối này? Tối à? Vâng. Thế ông chả đi đâu luôn. Tôi không đi đâu à? Mày có đi cùng chú không? Không đi á? Đi đi, nhà làm gì? Nhà cũng đi chơi đâu mà. Nào, đừng có cầm dao thế Mạnh ơi. Dao này ông cất chỗ khác đi. Đừng để cho Mạnh cầm. Không là cắt vào tay đấy. Nào thấy ông này thấy chơi gì? Lúc nào cũng bị dao, nọ thì vừa mới bị cắt tay này. Nọ có phải tay để cắt đâu. Thế này, xin xem nào. Đấy, nọ cắt tay này. Đấy, hôm nay thì cũng khá là tối rồi các bác ạ. Đang nhớ ra là thức phim này thì Trấn Đức sẽ ghi hình xong rồi từ buổi trưa rồi, nhưng mà buổi trưa là ông cũng ở. Thế ra là đến tối Trấn Đức lại phải xuống thêm một lần nữa, đi qua nhà ông thì cũng đi qua nhà ông thì xuống thêm một lần nữa để mà hoàn thiện cái video của hôm nay. Xuống từ sáng hôm nay rồi nhưng mà không có gặp ông ở nhà. Dây điện như này giờ này chắc là nhà quyết thắt xuống rồi chứ. Thắt xuống rồi, không cấm xích, không sao. Cấm xích à? Ừ. Nó bóng điện bóng đèn cái thì nối hết xong đúng không? Nối xong rồi, sáng. Điện như này thì gọi là đến lúc mấy nữa thợ vào thì người ta chỉ gọi là lấy để mà cắt sắt thôi. Chứ còn là bây giờ ông thì cũng chẳng bao giờ tận dụng lại để mà thắp sáng như thế như nào cả. Còn bóng đèn thì ở bên ngoài thì cũng có một cái bóng đèn năng lượng mặt trời rồi. Mấy hôm nữa thì mình có thể là mấy hôm nữa thì mình có thể chuyển ra phía bên này để cho nó sáng ra phía bên này. Đấy. Thế còn cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu được cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi bác. Và rất là mong trong thời gian tới thì sẽ được sự yêu quý của các bác dành tặng tới cho hai ông cháu, để cho hai ông cháu có đủ cái kinh phí để mà làm nhà các nhá. Và xin cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Ông gửi một lời chào tạm biệt tới các bác không nhá. Chào các em các chị nhá. Đấy, Mạnh lại ăn rồi. Nướng chín ăn Mạnh. Đây nào, bây giờ chào tạm biệt các bạn nào. Đứng lên. Đứng lên nào. Đứng lên. Bỏ cái này xuống, bỏ cái kia xuống. Bỏ xuống đất đã. Bỏ xuống đất đã. Nào, khoanh tay. Khoanh tay. Xin chào tạm biệt các ông các bà. Bye bye các ông các bà. Con chúc. Con chúc. Các ông bà. Ông bà. Thật nhiều sức khỏe. Nhiều sức khỏe. Rồi. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về. Xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.